Ngày 23 tháng 1 tại huyện Côn Đảo thì Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra lễ dỗ lần thứ 70 của nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, 23 tháng 1 năm 1952, 23 tháng 1 năm 2022. Các đại biểu đã đặt vòng hoa dân hương tại Đài Tưởng Niệm Nghĩa Trang Hàng Dương và phần mộ của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại khu B2 Nghĩa Trang Hàng Dương. Sau đó tại Đền Thờ Côn Đảo, các đại biểu tham dự các hoạt động cúng, viếng, tế lễ theo tín ngưỡng dân gian nhằm tri ân tưởng nhớ người con gái kiên trung bất khuất của quê hương đất đỏ. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu, sinh năm 1933 ở huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tham gia cách mạng từ năm 14 tuổi. Đến tháng 2 năm 1950, chị Võ Thị Sáu bị địch bắt, bị kết án tử hình và đày ra nhà tù Côn Đảo. Ngày 23 tháng 1 năm 1952, Võ Thị Sáu bị địch hành quyết tại Côn Đảo ghi nhận những công lao và sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ Võ Thị Sáu. Ngày 2 tháng 8 năm 1993, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Võ Thị Sáu. Hàng năm, lễ dỗ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu được huyện Côn Đảo tổ chức trang trọng, thể hiện truyền thống đền ơn đáp nghĩa của đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Côn Đảo đối với những đóng góp, sự hy sinh anh dũng của người con gái đất đỏ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.